មហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតក្នុងពិភពលោកលើកទី9កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមលើកទី2និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី31ក្រោមប្រធានបទសមុទ្រខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងបានប្រកាសពិធីបើកជាផ្លូវការនៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគូព្រឹកថ្ងៃទី6ធ្នូដោយបានការអញ្ជើញជាតបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននា
anh nhạt ao Adam Galipgu, Prothean Club Chennai Samot đã áp chương kỳ bổng hốt lưu sạc cao lúc, cho chú xâm đánh cả cụ xóm nâng bị phía xa càng nghĩa. Xâm đại địa chú này dự đoàn bản trầy miên pro sát thả, Campuchia miên ca đạch nhà chật giang một móm rùi mọc hỏi thả, nâng khất khom thua giang ná ở Chennai Samot Campuchia, đại bàn châu chú xâm mạch chật. Chennai Samot đã áp chương kỳ bổng hốt rô bọc sạc cao lúc, nơi ta đã xa bàn, nơi kết dụ, kết tình niếm, nâng cung nập hiệp, đảm bởi chói tốt tên năng ở vấy, đại chí xa mạ chật chân nê đọc sát trên kỳ bóng phốt lưu sạ cò lúc, thua dân nà mần ao miền ca thất lẹ chôn ủ tê. Xong đại đi chô nê dự đọc bàn trầy miên bảo sát hà chứ mùi nâng ca bảo ca giang mốt mòm nì, rì rọt tháp bì bá bát bằng cát nơi cơ nạ ca mê tê ca chít cực cổng, nâng áp bì vọt đọc bòn chân nê xa mốt Campuchia, vì xe từ tiệt nụ, rì rọt tháp bì bá bán đạc bát bình chí. Đó là tháp bàn phẹp bọn này, rùm tiền nhà thờ đàn đấy, nâng bởi chìa bộ rọt cho rùm xa ca thay đất xa ca phí, xong át phát đất thàn ta nộp bọn chân nếp rộng cộp đói đi rộn trạp hiếp bẩm hột. Chủ mươi nâng bởi xa lược làng này, xong tại địa chú nâng dự đoàn bàn trầy, miên bởi xa thay nơi ẩm nọ cún, đó cổng hôn sốc cùng, đại chi cổng hôn vi định dục tuân khổng sọc, đại bác mà đã tuân vi định dục, đọc bọn rùm này thàn thàn xu bộ cổ ní, rộng cộp đói xa ca đàn nộp bốn, nâng tiện tinh bẩm hột. Vì xe kè cổ sang hê thay lịch sử phốn kẹp bình yêu cùng. Adam Kalipku, miên bảo sát thả, rút Adam thuộc một căn bộ tiên Campuchia ca bí chân năm bí bồn đập mũi, nơi biết đại Adam một căn bộ tiên Campuchia, nơi bí nỉ, Adam sẵn kết khuyên đặt tổ thả, bộ tiên Campuchia miên ca đi chùm ràn dàng kháng, vì xe đâm bọn chân nơi xa một tổ tài mặt đoàn. Adam miên bảo sát bọn tổ thả, Adam bàn thua đâm ná tam rột dùn, một căn rùm lý thàn thàn xu bộ cố đã mưu khởi bị cả áp bí vọt giang lộ bảo xa khăn ná giang nụ cứ đam chân bị cả tăng chật nâng ca đại nhà chật giang mút muôn bảo bảo đi đọt tháp bí bà Campuchia nông ca áp bí vọt đọc bọn chân nê xa mọt đại bàn bảo sức tình niềm thá chân nê xa mọt Campuchia đà ra rẻ nia tư nia rạch đầy nơi khi nông đọc bài ca đọc bảo Adam Thong Khon rõ mân trời gửi xuống tiền sở chó nâng chi án ưu bật hiên ở trần trái cơ nạc Campuchia chiệt cực cổng nâng áp bí bọt đọc bọn chân nê xa mọt Campuchia bí bật xa ai đằng thả rí rốt tháp bí bà Campuchia bà cầm nọt dốt xa áp bí bọt bọc góp đòi nhờ ròn trạp hiếp nâng ca tư tu khâu trời cực bùa nơi đọc bọn chân nê xa mọt Campuchia đã xa rộp chư mùi nâng tu sân nạ tiền nơi ca áp bí bọt tì cổng nơi tam bọt đòi chân nê xa mọt ở khai chia tì cổng xa ạt, tì cổng bài tốn, đôi đại trạng bàn chú lô bình chẳng tam rồi dạng bảo thiên nợ bót. Nơi mà hai xoan nợ bát lưu tì bảo bốn ở bọc club chân nê xa mọt đại xa áp bầm phót lưu sạc cao lốt, xa mọt khiêu xa rõ ngạt tì cổng bài tốn. Adam rô bàn trầy miên bảo sát bàn tổ thả xong rạp kết bảo chung mà hai xoan nợ bát lưu tì bảo bốn ní, miên ca châu rùm vì cơ nạc bảo tập hù chân nê châm nuôn mà phây bảo bốn chân nê, mọc vì bảo tế đọc bảo bấy, nông nút chân nê. Hãy bốn chân nế, chân nế chỉ xa mạch chất mây châm nôn mùi chân nế, đã xông phải gặp hiệp châm nôn bấy, nâng chân nế xong kết ca châm nôn mùi. Adam rô bàn trầy miên bảo sát xong cột ngôn thả, nơi khăn nông mà hà xong đập bát lưu tì bảo bốn ní, nâng thư ca an ông mặt lưu sẽ đầy thlành ca, bộ cụ đầy phì ca áp bí vọt tì cổ rộng đập bọn chân nế bảo cộp đòi như ròn trạp hiếp, đau đồng phân thả, sẽ đầy thlành ca nú, nâng khai chi thiết châu xong khăn xong khán, xong rạp chi ai kia xa dũng, nông ca rếp chom phan ca cực cổng, nâng áp bí vọt đập bọn chân nê bảo cộp đòi như ròn trạp hiếp, nâng ca tu khô trẻ cổ. Adam Kalipku, Prothean Club Chennai Samot đã áp chương kỳ bổng phốt lưu sạc cao lúc miên bảo sát thả. Mộc đó là 3 bón, Club Chennai Samot đã áp chương kỳ bổng phốt lưu sạc cao lúc miên chân nê chi xa mạch chật chùm nuôn 37 chân nê, mộc vi mập phây bổng mùi bật tế, nây group thuyp lưu sạc cao lúc. Adam miên bảo sát bổng tỏ thả, chỉ riêng rõ chân nắm, Club Chennai Samot này, tay tay bổng thư mà hà xa nạp bạc ở bọc luôn, nơi bổng tế chi xa mạch chật nà mùi, đang bây phí nật, lưu càng nghi bổng trăm chân nắm ở bọc lấp. Vì đâm lại chân nê, bay gặp hiệp,
ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកឆ្នេរថ្មីនិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលឆ្នេរសមាជិកនីមួយៗកំពុងជួបប្រទះអាដាមប្រធានក៏បានសម្ដែងនូវការវិដំឡៃខ្ពស់និងកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រមបើកមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រផុតលើពិភពលោកលើកទី9កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមលើកទី2និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរ មហាអនុដំបន់មេគង្គលើកទី32ដែលនឹងជំរុញកម្ពុជាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងក្លាថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្និសីទការគន្លឹះនៃពិធីបើកមហាសន្និបាតក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតក្នុងពិភពលោកលើកទី9កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមលើកទី2 និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុដំបន់មេគង្គលើកទី32ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅ ឯកឧត្តមកលីបគូប្រធានក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោក គណៈប្រធានទេសចរសៀលឡឹងវីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រី នាងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតលើកទី9នៃក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្រោមប្រធានបទសមុទ្រខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសៀឡាំប៊ី និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារមហាអនុតំបន់មេគង្គសៀមម៉ែដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាបឋមក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមកាលីបគូប្រធានក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនិងសមាជិកនៃក្លឹបសមុទ្រឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនៃប្រទេសសៀឡាំប៊ីនិងក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គសៀមម៉ែព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាការពិតវត្តមាននេះនឹងរួមចំណែកបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់សាមគ្គីភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តបំពេញការងាររួមគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសនានា ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរួមនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកនៃក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកដែលបានគាំទ្រឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងបានយល់ព្រមដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងមូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ក្លឹប ជាការពិតការចូលជាសមាជិកក្លឹបនេះបានស្រែងឲ្យឃើញពីរបត់ថ្មីនៃការប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្តរបស់តំបន់សមុទ្រកម្ពុជាទាំងលើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍នគរូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងមូលប្រវែង 140 គីឡូម៉ែត្ររបស់កម្ពុជារួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងកំពតនិងកែបក្រោមឈ្មោះរួមមួយថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជារួមកិច្ចការនេះធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី 2 ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញជាងនេះទៅទៀតតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដ៏មានភាពទាក់ទាញនិងប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាគោលដៅទេសចរ ដ៏ធំបន្តពីតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបអង្គរនិងរាជធានីភ្នំពេញទៀតផង
ចំពោះមុខនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនឹងការកោតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនិងគោរពតាមបទដ្ឋានបរិស្ថានដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវិស័យឯកជនបានក្លាយទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីនពិតប្រកបនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញពីការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័
ំទ្រដល់ការរីកលូតលាស់នៃអន្តរវិស័យដល់ទីទៀតផងជាងនេះទៅទៀតការវិនិយោគទាំងអស់នេះកំពុងមានសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរមានជាហេតុការវិនិយោគលើរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគូដ៏មានដ៏ទាក់ទាញនេះបាននឹងកំពុងคลายទៅជាមេដៃឆក់ដ៏សំខាន់មួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាតំបន់ដែលអាចតបជាប់ទៅនឹងដែនដីសណ្ដោប្រទេសវៀតណាមនិងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសថៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4នៃតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ដោយអាក់នៃតំបន់ឆ្នេរតបជាប់ពីខេត្តកោះកុងមកខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងកែបជាមួយនឹងផ្លូវ Highway អាស៊ាន Highway លេខ123និងភ្ជាប់មករាជធានីភ្នំពេញព្រះសីហនុជាមួយផ្លូវអាស៊ាន Highway លេខ11បង្កើតបានជាច្រករបៀងអភិវឌ្ឍខាងត្បូងប្រកបដោយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈសក្តានុពលនេះក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំ2013នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាតំបន់ឆ្នេរមានចំនួនប្រមាណ420,000នាក់កើនឡើងប្រមាណ 84% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2012តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2015តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ1,000,000នាក់និងនៅឆ្នាំ2020ប្រមាណ2,000,000នាក់ក្នុងន័យនេះយើងមានសុតិទេនិយមថាភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តំបន់ឆ្នេរនឹងមានកំណើនកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលមានការតបជាប់តាមផ្លូវអាកាសក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាវិស័យអាកាសចរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរបន្ថែមដោយការតបជាប់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករវាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនេះជាកាលានុវត្តភាពនៃសមាជិកភាពនៃក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនិងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ានចំណុចនេះនឹងដើរតួនាទីជាកត្តាគន្លឹះថ្មីមួយទៀតគាំទ្រដល់ការបង្កើនល្បឿននៃការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការច្បាមយកនៅឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយឧត្តមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក្នុងស្មារតីដែលបានលើកឡើងមកនេះយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចអំពីកត្តាបុព្វលក្ខណ្ឌនានាដែលធានាដល់ការរីកលូតលាស់ទាំងអស់នេះទីក្នុងនោះមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពេញលេញ
đại chia cắt ta ăn được cướp sầm rạp cả áp bị vật bạc cọp đại chia được phiếu không người dạ về về chiều muối nâng cà lan vật được phiếu nâng sầm mất được phơi chỉ ra dường có trăm bách tây bằng cơ nơi cách khất không ca pì nâng áp về nơi thôn thiên thom mà chia nơi nằm bàn chia sầm mất bảy tê cặp hoan vấp thọ bờ vật để xa rồi bà chư ai ban mất chợt cào sầm đây từ tu khẩu tây cấp phu sa sầm bởi đi chia na chạ cam bởi chia cha để chạ hỏi chia sầm mất cam bởi chia sa sầm chia đà ra ra nia tư nia ở đây phong đại tiếng đi cứ chia cách ca chấm bùm bốc bị pro cam bởi chia có đôi chia bị phục lô ai nâng bờ chôm chia mũi nâng bánh ha smok smang mũi chấm nụt đại cha mạch tây bị cha na đó sai khăn nô miền ca riệp chom hết tha ra chân na sầm quan nơi tạm chân đi cả sang song nơi tam bàn đau chân đi lơ đây chậm đây chân đi nâng đầm văn rộp bà nhà sầm no rừng nâng riêu cả pra tức bà nhà tham ở phút nâng sạc cam ở phía mùi chừng nuôn đã ách bác phô đo thôn thiên cao sầm một nâng ca cực cực lơ cực xê hoa đã bẹp bọn bị xe ca cực cực sạc cam ở phía tích cho mùi chừng nuôn đã mân cử rúc tam bót cất than bác rực than nâng mần miên ca tổ tu khó trời nóng này nè người dân rất tháp bà Campuchia khăn ông anh thay đi nâng bàn to cách khát khom prang prang lơ cách cà pì nâng áp về rẽ ba đại thản nâng thôn thiên thao mà chiết chỗ lơ cô ca áp về vót bầm ra ao cả áp về rẽ rí ca áp về rẽ bầm ra ao cả áp về vót tam địa nè chồng song thay nơi ca com tro lơ ca bị phe xa lơ bờ thiên vót nay maha san bát lược tì phẩm bùn sday pi sầm mất kêu sầm ngặt tì cầm bày tỏ nỉ tận tâm nỉ khi ông nơi tay chồng rinh đào cho na bờ long bờ năng tì cầm sa romani sa seva lò đài năng non tận đào ca áp bị vót tì cầm bày tỏ đầm bon bày tỏ cả cúc cong đài mót chót lược cả sầm non cả pra tham mà pull nâng ca lước cầm pu quân lập hiệp nay xê vạ đại miên lẽ cả nã pra quân pra chênh pu chliết khăn ông ở cả này đảm bấy châu rôm đảo cách bị phía xa khăn ông ong mà hai xa nà bàn rà bọc lập chênh xa mất đà xa át bông phốt lưu xa con lúc cách bởi chung rõt mần trây tê xì cho xì hờ lông vì nâng cách bởi chung krong ca nghỉ tế sĩ cho mà hà nô đà bọn tuần lê mê công dìa mây nâng đàm bay chô ruộng đào ca cực cơ nâng áp bì vọt chê sầm mất Campuchia bà cọp đà chê rịp hiếp bà sân rịp hiếp nâng ca thật tù hồ trời xòm sông chô ruộng lơ gà nâng án nô xác quân lực mùi chùm nôn đôi cà cọp tì mùi xòm chô thả ta bằng rừng phép chưa đầy cư chưa mưu lật hàn cực nên ca áp vì vọt nông dục cơ sở mây bà chở bọt đối chân này cử dung tê dì cho cả rã ca mạc ca chết cực cổ nâng áp vì vọt đồng bọn chê sở mốt cam bởi chi trời xa ca chưa mưu cử dung sở tha văn phép bọn đàm bây sắc xa mạc ca lăng nâng vê thị ca ruông á chân trầy mùi đào dốc tam công ru nầy vê thị ca ICC ông cổ sầm rắp đầm bàn chân đi đòi cho lơ cô cả bê bụt Public People Private Partnership đã chế vệ thị ca rũ mùi đã mây bà đo lát đập hòn bà mô bà đông cực phía kì bẹ bọn ai rũ mùi kết rũ mùi thơ rũ mùi tử tù có tử tèng ọc đi đòi bì phía xa bà đo lát đập hòn nâng rũ mùi kì áp bì vọt tê xì cho có đôi chia ca áp vi vật đầm văn chân nê xa mất Campuchia ai miên chê được việc khăn ông xa mà đây nè khiêm xong xa nà áo vi say ai kể chân ăn ca chết ăn ra chết đại cu áp vi vật nâng phía kì bẹ quan nê nì xong châu ruông chìa mùi rót tháp vi vật đà mây băng ca
năng áp bí vọt bà lít tập hòa tê xí cho rùm kì nì bằng kết nâng xài tô xà nạ kênh rùm kì nì năng ca áp bí vọt tê xí cho tam nê vi rùm kì nì chì đạo chìa mối nì trời sắc xa riêng cho mọi miền dương nạ ca áp bí vọt cô đào tê xí cho đồng bọn chân nê rùm kì nì đòi cho lưu phiếp chia đầy cụ rồi viên rọt năng ai kể chuẩn การอภิวัตน์ผลิตภัณฑ์ติดจอทำไมไม่รวมคลีการปังเรื่องหนังเลือกกำปั้วคนเพียบเซวารวมคลีขนมบ๊อบเฮดถั่วเอาชเนสอาดสะสมเตอร์นังเกตเนียมชเนสมดกัมพูชีดาราเรเนียตึเนรใดโดยไล่หนังขนมกรอบขั้นถนัดบอลชมสมสนาอเมริกาพิพิษะแต่งขนมกรอบขั้นซีเอลอมวีนังกรอบขั้นเสียไหมไอเมียนกาปึงเรื่องใกล้จะปรนบาร์กาอันตรัตบอนเลือกกาตอบชอบเพลกุเพลตึกนังเพลกะกาสมรบกาสมรูลกาทวีดำนากาอภิวัตติสจอชนัยสมบัติกัมพูชีตีปีขนมกรอบขั้นบอนเขียงก่อสมไอเมียนกาเกิดกู้เลือกการบังการผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมกันปังรังคนเพียบนั่งเลือกกำปั้วเสวาที่จะร่วมกันพร้อมแต่งจำเริงการตอบชอบเฉพาะระเบียงขังโบได้ชอบกูดาวที่จะสำคัญในเพื่ออาคเนประเทศไทยเพื่อเนรได้ประเทศกัมพูชีนั่งเพื่อขังโบประเทศเวียดนามตามระยะพลังงานไฮเวย์เลขมาร้อยมาไปใบหนังกาตอบชอบจมวยบรรดาประเทศอาเซียนนี้ตามระยะไซเนเวียติสิจออาเซียนขนมสมาได้นี่ขยมสมสนาอรันมันไตซีเอลังวีปีเพียซาเลกาใกล้สำรวจใบบอดหนังนิเตวิธีฉลองกัดเจียบไปใช้สำรับยิวติสิจอได้ฉลองกัดปีโกลได้ชิดขางขนมดับบอลเชสมดในประเทศต่างใบกัมพูชีไทยเวียดนามอาเชียนนบอนเตสิจอปีเซสำหรับใบปฏิตีใบกระทรวงเตสิจอตรัสอาการจมูกกระทรวงสถาบันเปียปอนนังบรรดาใกล้คัดคอมปรังไพรเลือกกำปั้วกัจจานุเพียบระบบนบอนชนีกัมพูชีในเลือกชาอันตรายจีนเฉลี่ยโอกาสนี้ชมสมสนาเอาคลับชนีสมบัติสะอาดบำเพ็ญเลือกสกันลูกพิจารณาเลือกการปึงเรื่องการใช้จำเลขบอดวิสอดขนมกาอัพวอร์ดนังอัพเรียดดัมบอนเชสมดระเวียงสมาชิกกระบอกลูดนังปึงเรื่องมัดโจมัยซับไซไอบ้านกันไตตลุมตัวดีในเลือกชาอันตรายชิดดามใบชีพเรียวดัลชนีระบอกสมาชิกเตียงบุตรตีบุตรคณะกรรมการชี้กรุบกรอบนังอภิวัตน์ดำวันชนีสมบทกัมพูชีตรัสอาการจมูกกระซุ่มสถาบันเปียป้อนดำใบเรียบจอมแผ่นที่กำหนดดำบันปราบประได้ดำวันชนีสมบทกัมพูชีดำใบตัวนี้อบานถ่าการสร้างสร้างสำนักนี้นี่ในตามบันไดชนีสมบทกรุบตามบทกระทานปฏิทานนังนกโรปนัยกรรมจะว่าล่อระซาไอบานตีสมดชเนสมดชเนใส่นังได้ดับบานชเนสมดบ้าจมอสำรับประโยชน์มนุษย์ตุตือตัดต้นนึงกระทรวงเตจิจอเตรียบจอมด่าเจงเนื้อไอกระซาโกลกาในนอมชียุทธศาสสำหรับการอภิวัตวิสัยเตจิจอดับบานชเนสมดกัมพูชีประกอบด้วยเจริญเพียบนังไอบานชาประหะดามใบเชื้อไตรวิสัยจังอลบังไฮตึได้สำรับกาวินโยกดัมบอนชนีสมบัติกัมพูชีตั้งมุ่งตีประดามใบจะเนื้อกาอภิวัตตีกรบดัมบอนชนีสมบัติกัมพูชีประกอบด้วยเจริญเพียบสอบตามตัวสนักเตียนสะอาดนังใบต่อชมส้มเอากระทรวงเตสิจอกระทรวงป่าท่านคณะกรรมการชี้วิธีดำไล่ที่กรงสะอาดสาขาจะมวยอาญาทอกให้
đồng bọn chế dốc chất tục đạo cực cồng cả xâm nọ rừng nâng rìu vì xe cực cồng xâm nọ thông plastic tam là dạ ca chùm rừng ăn ở vọt cô ca bay ẻ cứ ca cắt bọn thoi ca pra lạng vinh nâng ca cây chân này xâm rạp ca pra lạng vinh đảm bây thua ai xâm rạch bàn chế xâm mốt cam bởi chì chế chế xác khuyên thông thông plastic hà tạm chọn lớp bình đi trai bọn to bằng rừng tình ni xoan để dọc sở vật phía chun phía chế cho đại mô cầm xa nơi tam rung mà đây dựt than chế xác đòi trai chùm rừng cá ăn vọt sẽ cây xâm rạch rồi bỏ hơi riêng rõ thoa bì bà sở đây bì cả bằng cá cọng chân năm chế xâm mốt cam bởi chì ở bàn chấp ra ha năng chiên tự đắc ai đầm nà ca cọng chân năm chmam chế xâm mốt cam bởi chì nơi tam cô đau rung mà nây dân khăn tê sĩ cho xâm khăn nằm khăn đà miên chế xâm sạc tí phụ mùi chống xong đại tranh nơi cam bởi thi thân nạ chiên mùi hai thả dứt tình yêu cả xâm át chân này cả ông bật thiên bọt sở lãnh tây xâm mất khiêu sở ngắt thái ra xa chân này sạch đòi miên ca riêng chom chia bà chăm sắp bà đạo bà chăm khai nâng bà chăm chân nằm đòi bây bòm phó cho là nam hai chân chô ruông khăn ông ca xâm át chân này tám là dạ ca bình chí riêng ca vô đợt đó bà dì chân năng phía kỳ phía con nghe nì ẩm phí xa rã xâm khăn nây đồng bọn chân xâm mất năng cầm nót dọc riêng rõ ngay tì đọc mùi khai cả cả đà đại chết ngay bà ca chếp lời ca đạc bành chôl chân xâm mất cao mà chi chia xa má chức khlập chân xâm mất đà sát bóng phốt lưu xa con lưu chia tì viê chết xâm át chân xâm mất khăn ông xâm mát đây nì chấm xong sna ở cướp cầm hôn xã kia rong cha ông ca chiết anh trai chiết Christian sắc xa xã phía xã toàn du với chân cam với chi nâng sama cung niên đi bom phốc hỏi miên cho là na sơ đi sắt du với chân bốc lực ra vóc luôn châu ruộng khăn ông cam với thì đi nâng sna ở cửa dung tê cho riệp chom chia rồng bọn sầm rap cầm hôn xã kia bộ côn cùng rù khăn ông ca xâm hát chân này chia phải chạm chân năm đã tự tu sắc nâng bắt đầu đời riêng rõ tháp bì bà nâng sân ai cơ dung tê sĩ cho cơ dung bà thàn cả nạ ca mạ ca chết cực cực nâng áp bì bọt đồng bọn chân này xâm hát cam bởi chi xa ca chờ môi phía kỳ bẹp bọn sắc xa lát được phía bằng ca nơi mù lực thị áp bì rẽ đồng bọn chân này xâm hát cam bởi chi tí phần bì cả xuống tê sĩ cho trai dốc chất tục đạo từ lơ ca áp bì vọt tê sĩ cho mùi cà rong sở một đại chia bởi lớp tập hóa tê sĩ cho cầm phong lịch lù nâng con trở nở rõ cầm rung nơi ca áp bì vọt tương lai đại bẹp con nâng vầy xảy ni đối chia ca bằng ca ốt chiên cà rong sở một chia đạo đảm bây ca bia nâng áp bì rã thuân thiên chi vẹ châm rộng thế nên là nó đã phía propon ecology trong sở một chỗ rùm trong này áp bí quát vì xây tế cho đàm bây chia bởi giao đo bởi dị chuẩn đá là ác rai phát vì thuân thiên thông ở chiếc tầng này đòi cua chứa rơ rơ dô đàm bán có rong sở lâm nâng đàm bán chung vinh chân này ô tre sầm rạp ca áp bí quát chung hiện đồng bộ nóng đây này chấm xong sna ở cửa xuống tê cho cửa xuống ba thàn cả na cam ca chiết cướp cướp nâng áp vật đầm bàn chân này sầm mất cam bởi chi xã ca chỉ mũi phía kỳ bẹp quan riệp chom bắt cả than cả tê yết bằng ca nâng cầm nát ưu chiết cao sầm mất cam bởi chi tìm phẩm bảy vì sai tê cho cứ chi áp thì phía phù khăn ông chậm nào vì say át thì việc xinh xinh thiết khăn ông ca châu ruộng áp vì vật bọn đá và tê nê nê nơi tạm có hạ sài đời miên phiếp xa mô bẹp này thôn thiên thọ mà chết nâng vọng và thọ nơi lưu có
đại cách ca ni chồng xong ai có xuống tê gì cho cả na cam ca chiết cục cro năng áp vi vật đồng bằng trên sông mất Campuchia giá ca chỉ môi có xuống tha ban pẹp phòn đảm bay chấm rung ai cục bọn đa co tưởng o đã từ tua ban nơi ca ăn mắt bị ri chơi ra tháp vua trời chấp đam áp vi vật sọp tam phong mì đã ban sna từ công quốc xa áp vi vật Campuchia năng lực tức chất áp vi vật đồng bằng co chia đồng bằng eco tê sĩ cho bài nạp thục tuần tâm nô ca áp vi vật lưu co trở tay chia ca áp vi vật pro cop đời sma thọ đảm bay ơi bị chun mua lật hàn ai từ tuôn phật và do ban pi ca áp vi vật lơ pi ní chăm bách trở an vật nội yếu bài sbay khla đạo tự nhiên ha cả áp vi vật mình bắt phật đó cả tăng ti làm nơi năng chi vừa phết rava phật chi chun nơi mua lật hàn ti bồng bồng đảm bay chloi top tới năng cầm nang đòi cha bà han nơi phiêu ti chỉ cho năng lực công phu quân lực hiệp, sê va tê sĩ cho, ở xã xăm chỉ chân nê xa mốt Campuchia. Đà ra rẻ, nê tư nê rảy. Có xuống tê sĩ cho, cua riêp chăm bà ca xa la bọn đông bà na vì chê chi vẹn tê sĩ cho. Chủng niên chân nê xa mốt ai bàn chạm. Chứ nết ở cả này, chồng xóm thay nhầm nào quân chung phu tiếp nè nghe bà răng, xâm rạp áp vi vọt. Đà cầm phuông giá ca chỉ ngôi cửa xuống tê sĩ cho. Nóng ca bằng ca xa la bằng đông bằng đàn ni nơi đồng bọn chân nê xa mất Campuchia. Ây giờ đóm lưu kiểm tiêu ở lưu lưu xa rây niên cảnh nhạc. Khi ông xong cơm giang mốt bom thả cách bị phía xa khăn nông mà hà xa nà bát lưu tiêu phùm buôn nây club chân nê xa mất đà xa át bông phốt lưu xa còn lưu. Cách bởi chung rót bằng tay tê xa cho xì hơn là ông vị. Nàng cách bởi chung cớm ca nghe tê xa cho dìa mây năng hai tiên dọc nơi tu sân tiên lo lo bằng thêm tiết dọc bọc thôi chưa mua lực than trong ca riêng chọn bọc cả than cả thế giới trăm bạch nền đi đảm bây chung rinh ca cực cổ năng áp vi vọt đồng bọn chân này bà cọp đại ca tổ thu cổ trời xong rồi bưng thả ăn sàn vọt năng đạ chanh nơi sẽ kể lấy ca bố cụ sẽ lấy ca áp vi vọt đồng bọn chân này bà cọp đòi chê rửa phiếp nơi ngay sẽ đào chụp chỉ tam về diện này Campuchia căn tài miên lát tập phiếp trong ca thua phi phước tập cam nâng bằng ca ăn sắp sai ẩm phi tê sĩ trò đàm bàn chê sở mốt Campuchia đài nâng bàn to chô ruông giang sắc cam nâng cách giá ca tê sĩ trò nâng cọp khăn si ơ lòng vi nâng riêng mê sầm đau sầm rạch ban nơi chạc khô vi say ruông khổng ca tệ tiên tê sĩ cho ăn ra chết ở ban mà phê pram liên nè mò căn bà tê sĩ ở lòng vi nơi năm vì bọn đọc rạp chỉ thích bởi chọn chỉ môi nâng ca bà ca bạc mà hà xoan đà bạc lớp tí phẩm buồn này club chê sở mốt đà xa át bóng phốt lớp sở con lúc cây phải chung thân nạ rõn mà tí hơn năng cách bởi chung cọng ca nghe mà hà nụ đồng bọn mê cong diễm mê nâng bê ni chẳng sông chung phô ai gà đông lúc chung tiêu cơ nạ bọn phù lúc lúc xây thường ngọt sông bà cọp đào xế rây xua xế rây chê mừng khul vì bó lửa sốc cổ bà cả năng sông chung phô hỏi ông mà hà xa nằm hạt năng cách bởi chung tiêu ngọt ni bà phất tơ bà cọp để chung chê hỏi cách bởi phía xa tờ tuôn ban lắt tập hòa chia phai bà cả sầm rạp chia bờ giao dư ruộng đòi ca áp vi vật bờ tê sĩ ơn lòng vì nâng dì âm mê tiền mù hoàng đại sầm hoa cụ Sầm rạp 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 Sầm rạp